Bạo lực tại Sudan đã làm hàng trăm người thiệt mạng và khiến nước này đứng trước bờ vực hứng chịu thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Nhà phát triển web Fred Abden, 30 tuổi, mới đây đã chỉnh sửa trang web cá nhân của mình thành một nền tảng nơi mọi người có thể gửi yêu cầu hoặc đề nghị hỗ trợ dựa trên vị trí mà họ chia sẻ. Khi khủng hoảng và chiến tranh bắt đầu ở Sudan, Mọi người đã bị sốc, nên họ không biết phải làm gì. Mọi người bắt đầu chia sẻ những gì họ cần trên mạng xã hội và có những người khác có sẵn nguồn cung cấp cũng chia sẻ. Tôi đã có một ý tưởng thành lập nhóm tập hợp những trường hợp này. Tôi có một trang web cá nhân và tôi đã biến nó thành một nền tảng dành riêng cho các cuộc gọi về nhu cầu và thông báo về nguồn cung cấp. Cũng tại thủ đô Khắc bác sĩ 25 tuổi Makram Wallis đã xây dựng một cộng đồng WhatsApp gồm 1.200 thành viên có tên là Viện Trợ Sudan chia thành các nhóm nhỏ cho các khu vực khác nhau trong thủ đô để mọi người chia sẻ thông tin về nguồn cung cơ bản, giúp dễ dàng trao đổi và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi không có nhiều tiền để hỗ trợ tài chính cho mọi người. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra cộng đồng để mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn. Chúng tôi liên kết mọi người lại với nhau. Ý tưởng này thậm chí không cần hỗ trợ tài chính. Hàng chục bác sĩ từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký để tham gia cộng đồng này kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 15 tháng 4 để tư vấn cho những người dân Sudan đang cần trợ giúp y tế khẩn cấp bằng ứng dụng.